Xin chào mọi người, chúng ta sẽ đến với mẫu xe HRV. Vâng, một mẫu xe đã được ra mắt tại thị trường Việt Nam. Và chắc hẳn các bạn cũng đã xem cái bài đánh giá của anh Hùng Xe Cỏ trên kênh Auto Daily phải không? Như hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với một chiếc xe HRV nhưng được trang bị bộ body kit. Mời các bạn theo tôi. Đây là chiếc HRV và được trang bị bộ body kit của hãng Mugen. Vâng, như các bạn có thể thấy thì phần đầu xe trông đã có sự cá tính và hầm hố hơn khá nhiều, với cái phần cản dưới được ốp thêm một cái vè ở đây. Tôi đang liên tưởng tới hình ảnh một con cá. Nhưng mà nói chung là bản thân những mẫu xe Honda ngày nay thì đã được thiết kế mang một cái tính thể thao hơn khá nhiều. Nhưng mà khi được ốp thêm những cái bộ phụ kiện hay những cái body kit như thế này thì chúng ta nhìn từ bên ngoài chúng ta sẽ cảm nhận được cái tính thể thao nhiều hơn nữa. Đèn ở dưới là đèn sương mù LED rồi, đèn pha full LED luôn. Chắc hẳn các bạn cũng đã quá quen thuộc với mẫu HRV này rồi. Và hiện tại thời điểm này thì những mẫu xe HRV đã bắt đầu được đến tay người tiêu dùng với cái số lượng là khá ít. Ở phần thân xe thì có một cái tem kéo dài từ cái vè của cửa trước tới tận cánh cửa phía sau, tay nắm cửa. Rất nhiều người nhìn cái mẫu xe này từ bên ngoài và có một câu hỏi là tại sao tôi không thấy cái tay nắm cửa đâu. Nếu các bạn chú ý kỹ hơn một chút thì tay nắm cửa đã được khéo léo và giấu lên cột C. Đây là một cái thiết kế cho cái phần đuôi này, nó nhìn cảm giác liền mạch và theo cái kiểu dáng coupe nhiều hơn, giúp cái mẫu xe nhìn thanh thoát hơn và thể thao hơn. Ở dưới này thì cái phần ốp của cái phần vè dưới này cũng được sơn khác màu, và đây là phần ốp thêm nha các bạn. Thật sự là cái phần ốp thêm này tôi sờ vào tôi thấy nó không được chắc chắn lắm. Chắc là do các kỹ sư lắp chưa được chuẩn. Phần la răng này cũng được thay bởi cái hãng Mugen. Với cá nhân tôi nhìn nhận thì với cái kiểu la răng mới này thì nhìn mẫu xe này phần ngang nó ấn tượng hơn một chút so với cả phiên bản chính thức được bán ra. Không biết là liệu tới đây thì Honda có nhập cái bộ body kit của hãng Mugen này về để trang bị cho mẫu HRV này không? Và cũng chưa biết là mức giá của bộ body kit này là bao nhiêu. Đây, cái phần cánh gió phía sau cũng được ốp thêm một cái tấm sơn màu nhũ bạc này. Cái phần ốp thêm này ở đây giúp cho cái khi mà chúng ta nhìn vào phần ngang ấy thì chúng ta cảm giác như là cái phần cánh gió này nó được dài hơn và cũng tăng khí động học. Màu xanh rất đẹp. Chúng ta cùng xem nào. Phần cốp này thì cũng không có gì thay đổi cả. Đa phần thì bên ngoài là cái sự thay đổi chủ yếu với cái bộ body kit của Mugen thôi. Xe mẫu xe HRV này thì khá nổi tiếng với cái việc được thiết kế có thể gập các cái hàng ghế để tạo cái không gian để đổ tốt, mà các bạn có thể xem ngay lại ở trên clip của anh Hùng Xe Cỏ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến vào cái không gian của hàng ghế thứ nhất, nơi người lái, để xem là có những cái gì thay đổi không nhé. Tất cả phần thiết kế hay những cái trang bị của xe vẫn được giữ nguyên ở bên trong. Tôi khá thích cái phần không gian nội thất của chiếc HRV này. Mặc dù là một mẫu xe cỡ nhỏ để di chuyển trong thành phố, nhưng mà rõ ràng nếu ai trong các bạn đã từng đi ra showroom để xem cái mẫu xe này thì chắc hẳn đều thích cái không gian nội thất của chiếc HRV này như tôi. Bên trong thì không được trang bị quá nhiều những cái công nghệ, những cái tiện nghi gì hiện đại cả. Nhưng mà mọi thứ được làm ở một mức rất là vừa phải, và đặc biệt là có một không gian khá là rộng rãi. Vâng, những cái mẫu xe Honda thì luôn luôn mang một cái không gian rộng rãi tới tất cả những người khách hàng mà sở hữu mẫu xe Honda. Xe thì vẫn được trang bị những cái trang bị rất là cơ bản thôi, với cái màn hình và đầu giải trí ở chính giữa. Màn hình cảm ứng. Màn hình cảm ứng này nó hơi mờ các bạn. Nó không được sắc nét cho lắm. Trang bị nút tự động start stop này. Không hiểu sao nhưng mà tất cả bên trong này thì vẫn được giữ nguyên. Chỉ có một điều là ở đây trên cần số thì có một cái xe đang không nổ máy. Cái logo của hãng Mugen, hãng độ body kit ở bên ngoài. Nhờ một cái logo nhỏ nhỏ thôi nhưng mà được làm bằng nhôm phay xước. Và đây là điểm tô cho cái phần thể thao, khá đẹp. Bệ tì tay vẫn vậy, không có gì thay đổi cả. Da ghế thì chỉ được trang bị ở mức vừa phải thôi, nhưng mà tất cả các cái mẫu xe của Honda khi được trang bị ghế da thì chúng ta sờ vào cái da khá mềm.
Nếu mà để nói mềm với dài em bé thì chắc là chỉ những cái mẫu xe cực kỳ đẳng cấp và nhiều tỷ thì mới đạt được thôi các bạn ạ. Cả những phần thiết kế đều rất là cơ bản. Cửa sổ trời toàn cảnh. Và bây giờ tôi sẽ tiến ra hàng ghế phía sau. Những mẫu xe Honda luôn luôn cho chúng ta một cái không gian ngồi khá tốt, kể cả hàng ghế thứ hai. Hàng ghế nhất các bạn thấy tôi ngồi rất là thoải mái rồi. Hàng ghế thứ hai thì không hề kém phần thoải mái một chút đâu cả. Phần lưng ghế thì chúng ta có thể ngả ra và có thể ngồi rất là ảnh gương phải không ạ? Nói chung là những cái trang bị của Honda, ghế hay đồ nhựa trên xe thì đều rất là chắc chắn. Chắc chắn lắm. Và không biết là đối với phiên bản này khi mà mang về tới Việt Nam mình, hay là cái bộ body kit này được bán với giá thành bao nhiêu? Các bạn thử đoán xem và comment ngay phía dưới video này nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo tại series những mẫu xe tại triển lãm VMS 2018.